Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của chị Diện có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống, mai ghép, hàng ghép tốt nhất liền có bên vườn chị Diện ha. Thì mong cô chú anh chị vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho chị Diện nha. Rồi, không mất thời gian nữa. Em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn chị Diện để chị Diện chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào chị Diện ơi. Rồi. Xin chào cô chú anh chị đang xem kênh nha. Rồi. Thì hôm nay em cũng giới thiệu với cô chú anh chị mình một số loại mai để mình trưng Tết nha, để anh bàn nha. Rồi, vô cái đầu tiên em nay luôn nha. Cái đầu tiên của em nói tiếp liếp tước nha, là 31 dê. Rồi. Là một cây thọ hương nha cô chú anh chị. Nụ siêu nhiều luôn nha cô chú anh chị. Quá trời nụ luôn nha. Lừ nụ luôn, có để luôn. Rồi, thông số luôn nha chị. Hoành 6. Rồi, nút nụ cực kỳ nhiều luôn. Cao mình 63. Rồi. Tán ngang mình 52. Rồi. Cây niệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 120 thôi nha. Rồi, đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 31 dê. 32 chứ. Ờ, 32 dê. Rồi. Cây hoa hồng thanh tú hả chị? Hoa hồng thanh tú á. Rồi, cây này nụ quá trời nụ nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn ha chị. Rồi. Hoành mình được 10. Rồi. Cao mình là 63. Rồi. Tán ngang mình 62. Rồi. Cây niệm giao lưu với cô chú anh chị mình á là 1 triệu rưỡi, 150 thôi nha. Rồi, 150 đổi cây. Rồi, tiếp theo mã số 33 dê. 33 dê là một cây hoa hồng nha cô chú. Rồi. Quá trời nụ luôn. Nụ có nụ hết nha cô chú anh chị, nụ rất là nhiều luôn nha. Rồi, thông số luôn nha chị. Có đế ha. Hoành mình được 6,5 nha. Nguyên củ dưới này nè. Nụ bao nụ nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cao mình là 64. Rồi. Tán ngang mình là 62. Rồi. Cây niệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 120 thôi nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 34 dê. 34 dê là một cây thọ hương nha cô chú anh chị ơi. Rồi, cây này nút nụ có nha cô chú anh chị. Bao nụ tết luôn. Rồi. Mấy cây nè cô chú anh chị mua về để lên cái bàn á. Bao đẹp luôn. Rồi. Hoành mình được là 8. Rồi. Cao mình là 76. Rồi. Tán ngang mình là 44. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là chỉ có 120 thôi nha. Rồi, đó cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 35 dê. Cây mã 35 dê là một cây siêu nụ nha cô chú anh chị. Rồi, nốt nụ cực kỳ nhiều nha cô chú anh chị. Nụ về về luôn nè. Mọi mắt lá đều có nụ ha. Rồi, thông số luôn chị. Mình là cũng quấn là son thế nè. Hoành mình được 6. Rồi. Cao mình là 58. Tán ngang mình là 61. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là chỉ 120 thôi nha. Rồi, cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 36 dê. 36 dê là một cây hoa hồng nha cô chú anh chị. Rồi. Nụ nè cô chú anh chị ha. Đó. Khá nụ nha cô chú anh chị, nụ nhiều nha. Mọi mắt lá đều có nụ nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn nha chị. Có quấn đế ha. Rồi. Hoành mình được 7. Rồi. Cao 62. Tán ngang là 71. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 120 thôi nha. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 37 dê. 37 dê là một cây thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi, nút nụ quá trời luôn nha cô chú anh chị. Nụ to to luôn á cô chú anh chị. Nè. Quá trời nụ luôn ha. Rồi, thông số luôn chị. Cụ đế có luôn nha. Hoành mình được 8. Nguyên củ nè. Cao mình là 88. Rồi. Tán ngang là 71. Rồi. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình á là 150 thôi nha. Đợi cây. Okay. Rồi, tiếp theo cây mã số 238. 38 dê. Rồi. Là một cây cúc 150 cánh ha. 150 cánh á. Rồi. Nụ quá xa nụ luôn nha cô chú anh chị. Bao nút nụ luôn. Rồi, thông số luôn. Điền cốt rồi ha, như cây ghim luôn rồi. Nụ từ dưới lên tới tên luôn. Hoành mình 6,5. Rồi. Điền cốt như cây ghim luôn rồi. Cao mình là 74. Rồi. Tán ngang 65. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 130 thôi nha. Đợi cây. Rồi, tiếp theo mã số 39 dê. 39 dê là một cây
Là một cây vạn phúc nha cô chú anh chị. Rồi, cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Nụ nè. Quá xa nụ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn anh chị. Có củ luôn ha. Củ này khá là quái nha cô chú anh chị. Cái hoành mình được 5. Rồi. Cao mình 55. Tán ngang 42. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 130 thôi nha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 40. Rồi, 40 giây. Cây siêu nụ nha. Rồi, có củ luôn cô chú anh chị. Đó, nụ nè. Quá trời nụ luôn ha. Rồi, thông số luôn nha chị. Hoành 5,5. Rồi. Cao 76. Tán ngang 34. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 120 thôi nha. Rồi, đã cây ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 41 dây. 41 dây là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, siêu bông khá lớn ha. Cụ đế có luôn cô chú anh chị ha. Nụ quá trời nụ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Ủa, nhìn cây mà nụ mắc ham luôn. Quá trời nụ luôn cô chú anh chị. Hoành mình được 7 nha. Rồi. Cao mình 58. Tán ngang mình 45. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 120 thôi nha. Rồi, đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 42G. Rồi, cây cuối clip luôn ha. Cây siêu nụ. Rồi. Nụ nè, về về luôn cô chú anh chị ha, như xương cá luôn á. Quá trời nụ luôn. Đế thú luôn ha. Rồi, thông số luôn hả chị. Hoành mình được 6 nha. Rồi. Cao mình được 71. Tán ngang 38. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình chỉ có 120 thôi nha. Rồi, đấy. Cây này cuối clip luôn ha. Mình cây chào này hết là chị. Cây cuối clip. Thì cũng mong cô chú anh chị xem coi cây nào được thì ủng hộ dùm cho em. Em xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Diện cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.